Trong cuộc sống hiện nay, việc sở hữu chiều cao vượt trội không chỉ giúp tự tin, nổi bật khi xuất hiện giữa đám đông mà còn tạo ra những cơ hội việc làm tốt hơn, chiếm ưu thế hơn khi tham gia thể thao và phát triển rộng mở về nghề nghiệp. Mong muốn mang đến một giải pháp hỗ trợ tăng trưởng chiều cao, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vivaco vừa nghiên cứu và công bố thành công sản phẩm viên uống bổ sung canxi và các khoáng chất hỗ trợ trẻ tăng chiều cao. Cái sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy đạt chuẩn GMP FDA Hoa Kỳ theo tiêu chuẩn khép kín 100% và đã được Bộ Y tế kiểm duyệt kỹ càng và cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Nên khi dùng sản phẩm đạt hiệu quả tối đa. Theo kết quả điều tra dinh dưỡng toàn quốc, chiều cao của thanh niên Việt Nam đã thay đổi mạnh ở nhóm 18 tuổi, đạt 168,1cm vào năm 2020, tăng 3,5cm so với năm 2010. Chúng ta đều biết thì có rất là nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của trẻ. Nhưng mà trong đó thì yếu tố dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Nó chiếm tới 32%. Và chính chế độ dinh dưỡng cũng là một trong những yếu tố mà cha mẹ có thể dễ tác động nhất để giúp cho con có thể phát triển chiều cao một cách tối đa. Thế thì chúng ta biết là trong các yếu tố dinh dưỡng thì ngoài việc chúng ta cung cấp đầy đủ năng lượng, cung cấp đầy đủ chất đạm, chất béo, nhưng mà đặc biệt là cung cấp các cái vitamin và khoáng chất thì đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Và rất nhiều cái công trình khoa học nghiên cứu đã chứng minh rằng cái tình trạng thiếu vi chất ở trẻ em là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em. Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì hiện nay tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em của nước ta cũng còn khá cao, đặc biệt là tình trạng thiếu canxi, thiếu vitamin D, thiếu kẽm các thứ vân vân thì vẫn chiếm đến hơn 50% tổng số những trẻ em trong lứa tuổi này có thể bị thiếu các vi chất dinh dưỡng. Thế chính vì vậy cho nên là để giúp cho con tăng phát triển chiều cao thì cái yếu tố dinh dưỡng mà trong đó bổ sung các vi chất dinh dưỡng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Hiện nay khi nói đến cái vấn đề phát triển chiều cao của trẻ thì hầu hết các bà mẹ của chúng ta đều nghĩ đến việc là bổ sung canxi. Nhưng mà việc lựa chọn canxi dạng nào và thứ hai là canxi cần phải đi kèm theo những cái dưỡng chất gì thì không phải là ai cũng biết cả. Bởi vì chúng ta phải biết là nếu như canxi mà chúng ta chỉ bổ sung một mình canxi thôi hay là đặc biệt lại canxi dạng vô cơ chẳng hạn thì cơ thể hấp thu rất là kém. Và nếu như bổ sung chỉ một mình canxi không thôi, không có vitamin D thì cái lượng canxi hấp vào trong thu vào trong cơ thể chỉ khoảng 10% thôi. Và nếu như khi chúng ta có bổ sung cả vitamin D đi chăng nữa thì khả năng hấp thu của canxi vào trong cơ thể cũng chỉ khoảng 40% thôi. Và gần đây thì người ta thấy là cái vai trò rất quan trọng của vitamin K2, trong đó đặc biệt là MK7 thì là một cái vitamin K có nguồn gốc từ tự nhiên. Và vai trò của vitamin K này thì đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó có tác dụng kích hoạt cái protein vận chuyển canxi, đưa canxi đến đúng nơi cơ thể của chúng ta cần. Ví dụ như để phát triển chiều cao cho trẻ thì sẽ giúp đưa canxi đến nơi đến xương để giúp cho tăng phát triển chiều cao và đồng thời lại đưa canxi ra khỏi những nơi cần thiết để tránh những cái tác dụng phụ. Ví dụ như là nếu mà chúng ta uống mà canxi không được hấp thu vào trong cơ thể, nó không được hấp thu vào trong máu thì nó sẽ gây tình trạng táo bón ở trẻ, hay là có thể gây tình trạng thỏi thận tiết niệu nếu như chúng ta uống dư thừa canxi, hay là canxi có thể lắng đọng ở các mạch máu, các mô mềm gây tình trạng vôi hóa mô mềm, hoặc là lắng đọng ở cái thành mạch máu gây tình trạng xơ vữa động mạch. Đấy là một trong những cái căn bệnh mà rất hay gặp ở người cao tuổi. Thế thì vai trò của vitamin K2 ấy, thì người ta thấy là nó như là một cái người dẫn đường đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần và đồng thời đưa canxi ra khỏi cơ thể của chúng ta cần. Khi mà canxi được hấp thu vào trong cơ thể thì không phải là tự nhiên nó chạy được đến xương hay là chạy đến những nơi cơ thể của chúng ta cần, mà nó cần phải gắn vào một cái loại protein, và protein này có tên là oscalcin. Thế thì cái protein oscalcin này nó chỉ hoạt động khi có sự kích hoạt của vitamin K2. Thế chính vì vậy cho nên là người ta càng ngày càng thấy là cái vai trò quan trọng của vitamin K2 đối với sự phát triển của trẻ. Thế thì hiện nay có rất nhiều các cái sản phẩm bổ sung để giúp cho trẻ tăng phát triển chiều cao cũng như là tăng sức khỏe của hệ xương khớp. Thì trong số ít các sản phẩm đó hiện nay là có sản, tôi thấy có sản phẩm Grade 2 là một trong những sản phẩm mà có chứa những cái yếu tố cần thiết như tôi nói ở trên. Trong thành phần sản phẩm thì có bộ 3 sản phẩm, đó chính là vitamin D3 có tác dụng tăng cường hấp thu canxi. Và thứ hai là chứa vitamin K2 hay là gọi là MK7 thì có tác dụng đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần. Và một cái điểm nổi trội ở đây là trong thành phần bổ sung canxi thì canxi này là canxi chiết xuất từ cái tảo đỏ dạng aquamin F, là cái dạng canxi hữu cơ mà khả năng hấp thu của nó rất là cao. Chính vì vậy cho nên là với những cái đặc điểm nổi trội đó thì cái sản phẩm này sẽ giúp cho cơ thể, đặc biệt là trẻ em của chúng ta hấp thu canxi ở một cái dạng rất là tối ưu, và cái lượng canxi đưa vào trong cơ thể được hấp thu một cái dạng tốt nhất và đưa đến những nơi cơ thể của chúng ta cần nhất.
Và cái đặc biệt ở đây thì chúng ta được biết là bất kỳ một cái sản phẩm nào thì quan trọng nhất là cái công nghệ sản xuất đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Ngày nay với sự phát triển khoa học kỹ thuật thì người ta có rất nhiều những cái công nghệ mà giúp cho sản phẩm nó chất lượng hơn, đấy, nó tinh khiết hơn. Và đặc biệt thì cái sản phẩm này được sản xuất theo công nghệ tách hạt siêu chọn lọc đa đích. Đây là một cái công nghệ hoàn toàn rất là mới và thứ hai là có rất là nhiều ưu điểm. Thì với cái công nghệ này thì thứ nhất, cái ưu điểm đầu tiên của nó là nó loại bỏ được cái tạp chất. Bởi vì với cái công nghệ này thì các cái chất, những cái hoạt chất quan trọng đối với cơ thể, có tác dụng đối với cơ thể thì mới được chiết xuất ra khỏi dược liệu thôi. Thế còn những cái thành phần mà nó không có tác dụng, thậm chí có hại hay là những cái thành phần dư thừa thì sẽ được loại bỏ ra ngoài. Như vậy thì tránh được cái tình trạng chúng ta sử dụng, tránh những cái tác dụng phụ của sản phẩm gây nên. Và tôi nghĩ cái điều này hết sức quan trọng, bởi vì chúng ta, sản phẩm chúng ta dùng cho trẻ nhỏ, cho nên là các bà mẹ của chúng ta thường cũng rất kỹ tính trong cái vấn đề lựa chọn cái sản phẩm này. Thì đây là một công nghệ hoàn toàn mới có thể giúp loại bỏ những cái tạp chất dư thừa và đồng thời là đưa cái hoạt chất có tác dụng tốt nhất vào trong cơ thể của chúng ta. Với cái công nghệ này thì sẽ chiết xuất được cái thành phần, ví dụ như thành phần canxi cũng như là thành phần các cái vi chất dinh dưỡng khác ấy, ở dạng hữu cơ, và cái khả năng hấp thu đưa vào trong cơ thể cao hơn rất gấp nhiều lần và đưa được đến cơ thể, đưa được đặc biệt là đối với trẻ em cũng như là đối với những cái người sử dụng khác thì nó đưa vào các cơ quan đích như là hệ xương khớp, đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Và một cái điều nữa là chúng ta biết là nó định lượng được cái lượng sản phẩm cần có, cần thiết có trong một cái viên sản xuất. Thế cho nên là chính vì vậy cho nên là cái một sản phẩm nhưng mà có rất là nhiều cái tác dụng khác nhau. Và cái đặc biệt ở đây là tôi nhấn mạnh đến là cái với một cái công nghệ này thì cái khả năng hấp thu chuyển hóa các cái vi chất dinh dưỡng vào trong cơ thể đạt cái yêu cầu tối đa. Và sản phẩm cũng được đánh giá cao về cái công nghệ cũng như là dây chuyền sản xuất. Thì chúng ta được biết là cái dây chuyền sản xuất được đạt tiêu chuẩn GMP, tức là cái tiêu chuẩn sản xuất thực hành tốt. Và thứ hai nữa là ứng dụng công nghệ siêu nano, tức là những cái hoạt chất này ở cái dạng kích thước cực kỳ nhỏ, chỉ bằng một phần tỷ của mét thôi, cho nên nó dễ dàng chui qua được những cái khe hở của tế bào, hấp thu được vào trong cơ thể. Và chính vì vậy cho nên là cái khả năng hấp thu của nó cao hơn gấp rất nhiều lần so với những cái sản phẩm thô hay là những cái sản phẩm khác mà không áp dụng cái công nghệ này. Thì tôi thấy đấy là một cái ưu điểm rất là nổi trội của cái công nghệ sản xuất này. Và một cái điều nữa là chúng ta đừng biết là khi bổ sung các cái vi chất dinh dưỡng mà ở dưới cái dạng các cái chất hữu cơ và lại có nguồn gốc từ thiên nhiên ấy thì rất là an toàn. Chính vì vậy cho nên là sản phẩm an toàn cho người sử dụng và đặc biệt là đối với trẻ em thì lại rất là an toàn và chúng ta có thể sử dụng được lâu dài. Và một cái điều nổi trội ở đây ở sản phẩm này nữa đó là cái việc sản xuất dưới cái dạng viên nang mềm, dễ nuốt, dễ sử dụng và thứ hai là bảo quản được lâu hơn, rất phù hợp với những cái trẻ em đã ăn nuốt được viên cũng như là đối với người lớn. Và đặc biệt thì sản phẩm còn có thêm những cái dạng khác như là dạng siro, dạng cốm hay là dạng thạch, phù hợp với nhiều cái đối tượng trẻ em khác nhau. Và tôi nghĩ rằng là với cái mong muốn giúp cho trẻ em của chúng ta có thể có một cái chiều cao tốt nhất, phát triển tốt nhất về trí tuệ cũng như là tốt chất phát chất về thể chất ấy, thì ngoài cái việc các bậc phụ huynh của chúng ta chú ý đến chế độ dinh dưỡng, chú ý đến vấn đề sinh hoạt, tăng cường vận động thể dục thể thao, và việc các phụ huynh của chúng ta sử dụng cái sản phẩm Grade 2 dùng cho con mình để giúp cho trẻ có thể tăng chiều cao một cách tối ưu cũng như là phát triển tốt nhất về mặt thể chất cũng như về mặt trí tuệ là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.